Từ những vùng đầm lầy, ruộng sâu trũng kém hiệu quả, người dân trên địa bàn huyện Mê Linh, Hà Nội đã thay đổi canh tác, đầu tư trồng sen. Và từ các hộ nhỏ lẻ ban đầu, đến nay số diện tích trồng sen của Mê Linh đã tăng lên hơn 60 hectare hoa sen kết hợp làm trà sen. Hướng đi mới này đã mang lại hiệu quả kinh tế cao cho các hộ gia đình. Những cánh đồng sen thơm ngát đã nở rộ vào mùa thu hoạch. Tất bật với công việc từ sáng sớm, chị Xuân cho biết, từ khi giống sen Hồ Tây được đưa về trồng tại Mê Linh đã tạo công việc ổn định cho chị và nhiều hộ gia đình trên địa bàn. Người làm sen và từ mùa hè thu hoạch là từ rằm tháng 4 âm lịch cho đến tháng 7 là chúng tôi đã thu hoạch hết một sen của hợp tác xã. Công việc của một sen là thu hoạch là công nhân là lúc nào cũng là được ổn định công việc. 4 giờ sáng là xuống đầm để theo dõi anh em bẻ sen lên và xuất hàng đi các nơi trong nội thành thành phố Hà Nội cũng như là một số tỉnh lân cận. Từ diện tích vùng trũng trồng lúa kém hiệu quả, anh Khanh, giám đốc hợp tác xã làng nghề sen đã quyết định trồng thử nghiệm 5 hecta giống sen Bách Diệp nổi tiếng, vừa cho hoa đẹp, vừa có thể sử dụng búp để ướp trà. Sau 5 năm, diện tích trồng sen đã lên hơn 50 hecta. Trung bình một ngày, hợp tác xã làng nghề sen Mê Linh cung cấp ra thị trường từ 20 tới 30 ngàn bông Bách Diệp hồng làm trà, đến Bách Diệp trắng cắm hoa trưng bày. Mỗi năm, 50 hecta trồng sen thu số lượng trên dưới 1 triệu bông, trong đó 30% sản lượng sẽ chế biến ra trà sen. Từ trồng sen để bán hoa ướp trà, gần đây hợp tác xã còn mở ra một hướng đi mới là du lịch nông nghiệp. Hợp tác xã hiện tại thì bây giờ vẫn đang duy trì là 50 ha ở tại Mê Linh này, nhưng nay mai có thể là đô thị hóa thì chúng tôi cũng đã có cái mục tiêu là đi sang các xã khác trong huyện cũng như một số huyện khác trong thành phố chuyển giao những công nghệ trồng sen và giống sen cũng như là chúng tôi thu mua lại để về làm sản phẩm, chế biến sản phẩm. Khởi nguồn từ ý tưởng đa dạng sản phẩm từ cây sen gắn với thực hiện chương trình xây dựng nông thôn mới kiểu mẫu, huyện Mê Linh đang từng bước mở rộng diện tích trồng sen trên những vùng đầm lầy, ruộng sâu trũng kém hiệu quả, mang lại nguồn thu ổn định cho người dân. Đối với các cái mô hình trồng sen này thì đã giải quyết cái rất nhiều lao động việc làm cho bà con, đặc biệt là những lao động trong cái thời điểm nhàn rỗi thì có thể ngồi đóng chè sen, ngồi sơ chế chè sen. Để mô hình trồng sen phát triển bền vững, sản phẩm từ sen trở thành thương hiệu riêng, thời gian tới huyện Mê Linh sẽ tiếp tục mở rộng diện tích, đa dạng mô hình để đẩy mạnh phát triển thương hiệu trà sen Mê Linh đến tay người tiêu dùng.